Xin chào các bạn. Thì hôm nay mình được cho một trái bơ 034. Thì mình để mấy ngày thì bây giờ nó cũng đã chín rồi. Nên hôm nay mình sẽ thử bổ ra cho các bạn xem ha. Cái này thì mình cũng là lần đầu tiên mình ăn loại bơ này, không biết nó có ngon không nhỉ. Mà bắt đầu mình chẻ thôi. Ôi bơ dẻo lắm các bạn ạ. Rất là dẻo mềm luôn á. Mình bổ đại không biết không? Bổ đúng không? Ôi trời ơi dẻo ngon lắm các bạn nhìn đây. Hạt rất là nhỏ. Hạt rất là nhỏ luôn á. Nhìn rất là ngon luôn. Mình sẽ bỏ hột đi. Mình lột vỏ ra. Do bơ dẻo nên mình có thể lột vỏ được. Cái này của mình nó dính quá. Đây, mình lột ra đây. Ôi, rất là dễ dàng để lột ra ha các bạn. Đây, rất là ngon. Mình sẽ cắt bỏ vô cái ly ha. Cái này là mình cho đường với sữa vô dầm chứ mình không có xay sinh tố ha. Mình thấy ăn cách này thì nó ngon hơn. Đây là bơ mà sau khi mình chẻ xong ha, thì mình được hai cái ly như thế này. Bây giờ thì mình sẽ cho đường và cho sữa vô ha các bạn. Đây đầu tiên là mình sẽ đổ sữa đặc vô. Tùy theo mình thích ăn ngọt hay ăn sao thì mình cho, chứ mình cũng chẳng có công thức chính xác đâu. Xong mình sẽ cho đường vào ha. Thế là mình đã có xong 2 ly bơ rồi. Bây giờ thì mình sẽ thưởng thức đây. Cảm ơn các bạn đã xem video clip này.